Xin chào, rất vui được gặp lại các bạn. Năm 2024 này, anh chị em đã có dự định lớn lao gì chưa? Nếu vẫn chưa, thì để VFact gợi ý cho anh chị em một việc mà nhất định các bạn phải làm trong năm nay. Một việc mà bạn chỉ có thể làm duy nhất một lần trong đời mà thôi. Trong năm nay, một hệ sao đôi có tên gọi Thi Corona Borealis, cái trái đất 3.000 năm ánh sáng, sẽ thu hút mọi sự chú ý của giới thiên văn học khi mà nó sẽ trải qua vụ nổ tân tinh thêm một lần nữa. Ấy ấy, ông dừng lại khoảng chừng là 20 giây hộ tôi cái. Tôi xem VFact đến nay là được 10 năm rồi và tôi vẫn nhớ như in ông nói trong một video nào đấy rằng thì bảo là siêu tân tinh là một vụ nổ thảm khốc xảy ra ở cuối đời của một ngôi sao, đánh dấu cái chết của nó. Thế mà giờ ông lại bảo là Ti Corona cái khỉ gió gì đó lại trải qua vụ nổ siêu tân tinh một lần nữa là ý cái gì? Đừng bảo với tôi là nó chết thêm lần nữa đấy nhá. Ấy ấy, bạn cứ bình tĩnh. Nóng này là nó dễ ẩy chỉa lắm. Đầu tiên, nó không nói là Ti Corona Borealis sẽ trải qua vụ nổ siêu tân tinh thêm một lần nữa. Mà tôi nói là nó trải qua vụ nổ tân tinh. Tân tinh không có chữ siêu. Và thứ hai, nếu không phải vì Ti Corona Borealis trải qua tân tinh thêm một lần nữa ấy, thì VFact mà thực tế là NASA đã chả dám khẳng định chắc nịch rằng sự kiện này sẽ xảy ra vào năm nay. Bình tĩnh, chúng tớ sẽ giải thích. Ti Corona Borealis, gọi tắt là TCRB, là một hệ sao đôi. Hệ mặt trời là một hệ sao đơn với duy nhất một ngôi sao là mặt trời và các hành tinh quay quanh nó. Alpha Centauri, hệ sao gần gũi nhất với hệ mặt trời, là một hệ sao 3. Nó bao gồm 3 ngôi sao là Alpha Centauri A, B và C. Như vậy, có thể dễ dàng hình dung rằng hệ TCRB có 2 ngôi sao. Nhưng đó là một hệ sao đặc biệt. Nếu như 3 ngôi sao của hệ Alpha Centauri thuộc dạng tiền bạc phân minh, bái tình dứt khoát, thằng nào làm thằng đấy ăn, không làm mà đòi có ăn thì có mà ăn mất, thì hệ TCRB lại theo đuổi mô hình ký sinh trùng. Khi bạn chĩa ống kính thiên văn, nếu như bạn có một cái về phía TCRB, bạn sẽ cảm thấy như là VFact đang cú lửa bạn. Bởi vì từ xa, TCRB không hề giống như một hệ sao đôi. Nó giống như một ngôi sao khổng lồ đỏ vây quanh bởi một đĩa bồi tụ dày đặc. Nhưng nếu như bạn zoom vào bên trong đám mây vật chất nóng hổi đó, và nếu bạn tỉnh mắt, bạn sẽ nhìn thấy một sao lùn trắng kích cỡ trái đất đang hau háu đốc lấy từng miếng vật chất từ ngôi sao khổng lồ đỏ, lớn gấp nó hàng nghìn lần về đường kính. Và thật tình cờ khi mà cả hai đối tượng này đều là những trạng thái trong tương lai của mặt trời. Như bạn đã biết, mặt trời không phải là một quả cầu lửa, không có gì đang cháy ở ngoài đó cả. Trong phần lớn thời gian tồn tại của mình, mặt trời tổng hợp hydro thành heli trong một quy trình mà con người đang cố gắng bắt chước để xây dựng các nhà máy điện nhiệt hạch. Hiện nay, tốc độ phản ứng nhiệt hạch của mặt trời tương đương với việc kích nổ 2 triệu quả bom sao Hoàng mỗi giây. Năng lượng từ phản ứng nhiệt hạch ngoài thắp sáng trái đất còn chống lại lực hấp dẫn đang cố gắng làm ngôi sao sụp đổ suốt hàng tỷ năm qua. Giai đoạn ổn định này của mặt trời nói riêng và các ngôi sao giống nó nói chung gọi là chuỗi chính hay dãy chính, main sequence phase. Nhưng cũng giống như một chiếc xe máy hay một chiếc điện thoại, mặt trời cuối cùng sẽ cạn kiệt nhiên liệu hydro trong lõi của nó. Khi phản ứng nhiệt hạch chậm lại, năng lượng chống lại lực hấp dẫn ít hơn, khiến cho phần lõi lúc này chứa chủ yếu là heli co lại. Khi lõi heli co lại, nhiệt độ và áp suất tăng cao đủ để khơi mào phản ứng tổng hợp hydro ở các lớp bên ngoài của lõi. Phản ứng nhiệt hạch tại lớp vỏ dữ dội hơn so với trước đó. Nó không chỉ cân bằng lực hấp dẫn mà còn thắng thế đẩy ngược các lớp vỏ của ngôi sao ra bên ngoài, khiến ngôi sao phình to ra. Các lớp vỏ giãn ra và nguội đi, khiến nhiệt độ bề mặt của nó giảm xuống và ánh sáng mà nó phát ra có màu đỏ hơn. Đây là những gì sẽ xảy ra với mặt trời của chúng ta trong khoảng 5 tỷ năm tới hoặc hơn. Mặt trời lúc này vừa khổng lồ, đường kính có thể gấp từ 100 đến 1.000 lần hiện tại và vừa đỏ, thành thử được gọi là một ngôi sao khổng lồ đỏ, Red Giant.
Theo dự báo của các chuyên gia, trong quá trình mà mặt trời nở ra, nó sẽ nuốt chửng các hành tinh nằm trong cùng, bao gồm trái đất và có thể là cả sao hỏa nữa. Theo thời gian, phần lõi của mặt trời trở nên đủ nóng để kích hoạt phản ứng tổng hợp heli thành các nguyên tố nặng hơn trong bảng tuần hoàn như là carbon và oxy. Năng lượng từ những phản ứng này thậm chí càng dữ dội hơn, đến mức nó thổi tung các lớp ngoài cùng của ngôi sao vào không gian, hình thành các tinh vân hành tinh. Sau cùng, khi tất cả phản ứng nhiệt hạch dừng lại, cục lõi của mặt trời giống như một ngôi nhà không còn trụ cột. Nó sụp đổ thành một thiên thể cực nóng và cực đậm đặc, gọi là sao lùn trắng. Một sao lùn trắng điển hình có khối lượng bằng khoảng 60% mặt trời, thế nhưng kích thước chỉ tương đương với trái đất. Do vậy, nó cực kỳ đậm đặc và có trường hấp dẫn đặc biệt mạnh mẽ, chỉ xếp sau sao neutron và hố đen mà thôi. Sao lùn trắng sơ sinh cực kỳ nóng, nhiệt độ bề mặt lên tới 100.000 độ C, thế nhưng sẽ nguội dần đi sau hàng tỷ năm và cuối cùng sẽ trở thành một thiên thể tối tăm và lạnh lẽo, được gọi là sao lùn đen. Trở lại với hệ sao đôi TCRB. Thật thú vị khi thấy hai phiên bản về già của mặt trời quây quần bên nhau trong viện dưỡng lão. Nhưng khổ nỗi, cái gì quá cũng không tốt và trường hợp của TCRB cũng không phải là ngoại lệ. Theo NASA, hai ông bạn già này ở quá gần nhau, đến mức họ tương tác một cách dữ dội. Ông sao khổng lồ đỏ cáu bẳn thổi từng lớp vỏ của nó vào không gian vũ trụ, trong khi ngôi sao lùn trắng đậm đặc và tham lam cố vơ vét một chút của cải của bạn làm của mình. Hydro từ vỏ của ngôi sao khổng lồ rơi xuống sao lùn trắng như là tuyết rơi xuống mặt đất vậy. Nó chồng chất thành một lớp khí quyển hydro mỏng nhưng cực đậm đặc và nóng bỏng quanh ngôi sao. Và bạn còn nhớ điều gì xảy ra với hydro trong môi trường cực nóng và cực đậm đặc chứ? Đúng vậy, nó kích hoạt một dây chuyền phản ứng nhiệt hạch. Vấn đề là khi mà phản ứng nhiệt hạch diễn ra trong lõi của một ngôi sao, lực hấp dẫn ghê gớm từ các lớp vật chất bên ngoài dồn nén, ngăn năng lượng nhiệt hạch bùng phát ra bên ngoài. Nhưng trên bề mặt của một sao lùn trắng, làm quái gì có sự kìm hãm đó. Thành thử, toàn bộ năng lượng từ dây chuyền phản ứng đó được phóng ra bên ngoài, đồng thời từ mọi hướng, tạo ra thứ mà các nhà khoa học gọi là vụ nổ tân tinh, một phiên bản thiện lành hơn của siêu tân tinh. Bạn có thể hình dung nó giống như một quả bom hạt khổng lồ làm nổ tung toàn bộ khí quyển của một ngôi sao lùn trắng kích cỡ trái đất. Khi vụ nổ xảy ra, một tia sáng lóe lên, theo sau bởi một quả cầu vật chất tân tinh màu vàng nhạt nở rộng về mọi hướng, bổ sung cho vũ trụ những nguyên tố thiết yếu như carbon, nitơ và oxy. Trên thực tế, từ tân tinh, nova và siêu tân tinh, supernova mà ta dùng để gọi những vật thể này xuất phát từ ngộ nhận của người xưa khi cho rằng các vụ nổ là những ngôi sao mới được sinh ra. Thực ra, thứ mà họ nhìn thấy là những vụ nổ nhiệt hạch siêu khủng khiếp từ khoảng cách hàng nghìn năm ánh sáng. Nhưng làm thế quái nào mà NASA biết chắc là một vụ nổ tân tinh sẽ xảy ra trong năm nay? Có một vài điểm khác nhau cơ bản giữa tân tinh và siêu tân tinh. Trong khi vụ nổ siêu tân tinh thường xảy ra một lần vào cuối đời của một ngôi sao lớn và nặng hơn nhiều so với mặt trời của chúng ta, thì tân tinh lại lặp đi lặp lại sau một khoảng thời gian nhất định. Nguyên do là bởi vụ nổ tân tinh êm dịu hơn, nó không phá hủy ngôi sao lùn trắng hay sao khổng lồ đỏ đã tạo ra nó. Sau một khoảng thời gian, sao lùn trắng lại tiếp tục tích lũy một lớp vỏ hydro và lại bổ sung dinh dưỡng cho vũ trụ thông qua một vụ nổ khác. Đối với TCRB, vụ nổ của nó đã từng được quan sát 4 lần trong lịch sử, lần lượt vào các năm 1217, 1787, 1866 và 1946. Dựa trên các quan sát này, các nhà khoa học nhận định rằng tinh vân này có chu kỳ khoảng 80 năm, tức là nó gần như chắc chắn sẽ nổ thêm một lần nữa, đâu đó trong khoảng thời gian từ bây giờ đến tháng 9 năm 2024. Và khi đó, nó sẽ đủ sáng để bạn nhìn thấy bằng mắt thường từ bất kỳ đâu trên thế giới trong vài ngày và bằng ống nhòm trong hơn một tuần sau đó. Hiện tại, một số đài quan sát thiên văn trên thế giới đã sẵn sàng quay ống kính của họ về phía TCRB
để ghi lại khoảnh khắc ú hòa 80 năm mới có một lần này. Còn bạn thì sao? Bạn có quyết tâm thực hiện điều chỉ có thể làm duy nhất một lần trong đời này không? Hay là bạn sẽ chờ thêm 80 năm nữa? Nhớ cho chúng tôi biết trong phần comment nha. Như mọi khi, nhớ like video này nếu bạn thấy bổ ích, đăng ký kênh và rung chuông để theo dõi các content vũ trụ từ VFX. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!